em bắt này nhá, anh em nhớ để ý nhá. Bắt em lựa cái lúc đầu nó quay cái này thì em anh sợ nhá. Rất nguy hiểm. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em đi thăm biệt nhá. Hôm nay bầu trời buổi làm rất đẹp. Hôm nay mặc xanh lại đi thăm biệt nhá. Đi em đánh có 3 cái thôi. 3 cái đầu tiên đây. Em có xe rồi. Hôm nay quay lại cho anh em xem. Rồi em bồn một con khá to nhỉ, tầm chỉ cân khoảng mang. Đấy, bây giờ em quay đi thăm lồng cho em xem nhé. Đây. Anh em thông cảm là em không quay chi tiết đâu anh em nhé, tại vì là sẽ hay bị bấy em nhé. Đây, em lấy một cái trong đây. Chấm. Qua anh em một em khó nhá. Ui ôi ôi em ơi, một em hàng to nhá. Lại sắp trên cân nhá, trên ký, trên ký. Đấy, em nhìn chưa? À, làm phun trong nha, bây giờ em lôi ra cho em xem nha. Các bạn này, em đi đánh rất để ý này. Đó, kim tiêm kia cả rất nguy hiểm luôn. Đấy. Mời em sẽ lôi ra. Một em phi được cái nhọc. Tầm cân 2, tầm ký 2 ký 3 nhọc, à, chắc. Đi, em nhìn chưa? Đấy. Đây em tự xem đây. Đây, em bắt cho em xem nhé. Bấy thăm đồ ấy cái con luôn, cái đầu tiên đấy nhỉ. Thì em hôm nay là thăm bấy cái đầu tiên đấy. Đấy em đánh máy mới. Là điểm nhập thì gặp em đang bò là em trúng luôn. Em bắt này nhá, anh em nhớ để ý nhá. Bắt em lựa cái lúc đầu nó quay cái này thì em hãy sọ nhá. Nó rất nguy hiểm nhỉ. Mùa rất nắng anh em thấy không? Tí đâu quá mùi rồi đấy. Đây, chắc là ra. Đây, chắc chắn là ra luôn. Cho chuột nhé, thay màu. Thank you.
lấy mổ chuột cho anh em nhé, mổ chuột nhé. Rồi em lại đi tiếp tục thăm cái khác nhá, tí có em lại quay cho anh em xem nhé.